Xin chào tất cả các em đến với chương trình hướng dẫn giải bài tập tiếng Anh lớp 9 sách Lưu Hằng Trí. Cảm ơn tất cả các em đã xem video của thầy. Các em nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và bấm chuông để cập nhật những video mới nhất của thầy nhé. Bây giờ chúng ta vào Unit 7, phần 25 mã, trang 132, câu 17 tiếp theo. I suggest getting a plumber to check crack in the water pipes. I suggest getting a plumber to check cracks in the water pipes. Tôi đề nghị có một cái mà gửi một người sửa ống nước để kiểm tra những cái chỗ nứt trong cái ống nước. Nên là thợ sửa ống nước, đây builder là người thợ xây, người xây dựng. Chemist, nhà hóa học. Mechanic là thợ máy. Câu 18. Ta sang câu 18. All the houses in our village will be heated by solar energy. All the houses in our village will be heated by solar energy. Tất cả các ngôi nhà trong ngôi làng của chúng tôi sẽ được sưởi bằng năng lượng mặt trời. Đây là sưởi thổi bị động. Phân từ quá khứ hết. Đây là heightened là làm cao lên này. Đây là frozen là bị đóng băng. Hay là widen, làm rộng lên, làm rộng ra. Câu 19. My brother has just installed a 200 liter refrigerator. It consumes a lot of energy. My brother has just installed a 200 liter refrigerator. It consumes a lot of energy. Anh trai của tôi vừa mới lắp đặt một cái tủ lạnh 200 lít. Nó tiêu thụ nhiều năng lượng, nhiều điện. Setup là thiết lập, hay cài đặt. Put on là mặc quần áo. Build là xây. Câu 20. When fuel is freely available, we will face an energy crisis. That is a kind of great difficulty with energy. When fuel is freely available, we will face an energy crisis. That is a kind of great difficulty with energy. Khi nhiên liệu thì có sẵn một cách tự do, có sẵn một cách miễn phí, thì chúng ta sẽ đối mặt với một sự khủng hoảng năng lượng. Đó là cái thời gian của sự khó khăn lớn với năng lượng. Câu này chúng ta sẽ dịch lại như thế này mới đúng. Khi nhiên liệu thì không có sẵn, freely là lúc này dịch là nghĩa là không đó. Không có sẵn thì chúng ta sẽ đối mặt với một sự khủng hoảng về năng lượng, rằng cái thời gian của sự khó khăn là lớn với năng lượng, là gọi là thời gian hay là thời đại khó khăn lớn về năng lượng. Còn đây là capacity trouble, là sự rắc rối về dung tích. Fuel issue là vấn đề nhiên liệu. Energy matter là vấn đề năng lượng. Đây là khủng hoảng ha, cuộc khủng hoảng. Crisis, energy crisis. Chúng ta sang câu 21 đến câu 25 trang 133. Use the correct form of words given to complete each sentence. Hãy sử dụng hình thức đúng của từ được cho để hoàn thành mỗi câu. Câu 21. Ultimately, you will have to make the decisions yourself. Ultimately, you will have to make the decision yourself. Cuối cùng bạn
sẽ cần phải có quyết định chính bảng ultimate là cuối cùng tính từ, trạng từ là phù hợp ở cái ô trống này, chúng ta thêm ly vào nghĩa là cuối cùng. Mình finally câu 22, the paint has been solid in the tin. Paint là sơn, sơn đây quá khứ hoàn thành, sơn đã bị cứng trong cái hộp lon, tin là hộp lon. Câu 22 chúng ta sẽ đổi lại cái phân từ quá khứ nha. Phân từ quá khứ là solidified là bị làm đông đặc lại ha. Còn đây là đông đặc là cứng này. Là tính từ, còn đây là động từ. Chúng ta dịch lại. Spain has been solidified in the tin. Sơn đã bị đông đặc lại ở trong cái hộp lon. Câu 23. Our secretary is very efficient. Thư ký của chúng tôi thì rất khôn ngoan. Chúng ta dịch lại từ của câu 23, efficient là có năng lực nhé. Có năng lực ở đây là tính hiệu quả hoặc là sự có năng lực. Our secretary is very efficient. Thư ký của chúng tôi thì rất có năng lực. Câu 24, a person who is interested in the conservation is a conservationist. A person who is interested in the conservation is a conservationist. Một người mà quan tâm trong việc bảo vệ, làm một người bảo vệ môi trường. Việc bảo vệ môi trường, conserve là bảo vệ, thiên về bảo vệ môi trường là động từ, này là người bảo vệ môi trường, conservationist. Câu 25, a person who innovates is called an innovator. A person who innovates is called an innovator. Một người mà sửa đổi hay là đổi mới được gọi là một người đổi mới. Innovator. Này, innovate là động từ sửa đổi, đổi mới. Chúng ta sang ba la mã ở trang 133, grammar and structure, ngữ pháp và cấu trúc. Câu 26 đến câu 35 ở trang 133. Choose the best answer among A, B, C, or D, that best complete each sentence. Hãy chọn câu trả lời tốt nhất trong số A, B, C hoặc D mà hoàn thành tốt nhất mỗi câu. Câu 26. Shall I turn on the air conditioner or the fan to get some fresh air? Tôi sẽ mở cái máy điều hòa nhiệt độ hay là cái quạt để được không khí trong lành. Đây là danh từ, còn đây cũng danh từ, thì hai cái này chúng ta sẽ dùng liên từ o. Câu 27, this meat is well done because my mother cooked it too long. This meat is well done because my mother cooked it too long. Cái thịt này thì được nấu chín là được nấu kỹ rồi. Bởi vì mẹ của tôi đã nấu nó quá lâu. Hay là cái thịt này thì đã chín rồi. Bởi vì mẹ của tôi đã nấu nó quá lâu. Câu 28. The storm last month was a disaster. So we should organize a show to raise money for the victims. The storm last month was disastrous. So we should
organize a show to raise money for the victim. Cái trận bão vào tháng qua thì là một thảm họa, là vì vậy chúng tôi hay là chúng ta nên tổ chức một cuộc diễn trình diễn để quyên góp tiền cho các nạn nhân. Trận bão tháng qua là tầm là tai họa lớn. Vì vậy chúng ta cái này tính từ vì vậy chúng ta nên tổ chức một cuộc trình diễn để quyên góp tiền cho các nạn nhân. Thì sâu trước sâu là dấu phẩy, chúng dùng sâu phù hợp ha. Vậy nó hợp nghĩa luôn. Câu 29, how about taking a bus? We have plenty of time. What? How about taking a bus? We have plenty of time. Việc đi một xe buýt thì sao? Việc đón một xe buýt thì sao? Chúng ta có nhiều thời gian. Xe buýt nó chạy vừa phải đó. Và sau how about hay là what about thì động từ phải thêm in, thì taking là phù hợp. Câu 30. Do you think it's good if we burn trash to reduce the amount of garbage? Do you think it's good if we burn trash to reduce the amount of garbage? Bạn có nghĩ nó là tốt nếu chúng ta đốt rác để giảm bớt số lượng rác không? Này là số lượng, đây measure là thước đo, sự đo, nên là thước. Number là số, loss là nhiều, thì loss đây nó phải đi một mình đó thôi, loss of, chứ còn amount thì có gì amount, mạo từ gì. Chúng ta sang câu 31. We are set that straw switch is pumped directly into the sea. We are set that straw switch is pumped deep directly into the sea. Chúng ta chúng tôi thì buồn rằng là cái chất thải nguyên sơ đó raw là nguyên sơ chưa xử lý, chưa qua xử lý bị bơm vào trực tiếp ở biển, bị bơm trực tiếp vào biển. Thì chữ này tính từ sad buồn, còn đây worry lo lắng thì phải là worried, phải đi ngắn và ed nữa là nó mới phù hợp. Còn không đây là bored, chung phải boring cũng không đúng. Này boring đây là dạng chủ động không được, nó tính từ mà dạng chủ động không được, phải bored, buồn chán. B-R-E-Y đó. Còn thất vọng là disappointed, có ED nó mới phù hợp ha. Này cái trạng thái bị động, tính từ mà dạng bị động chứ không phải chủ động. Bị động bởi cái hành động là bơm cái chất thải chưa qua xử lý đó. Câu 32. We were thirsty. However, the water in the stream were polluted. We were thirsty. However, the water in the stream were polluted. Chúng tôi thì đã khát nước, tuy nhiên nước ở trong suối thì bị ô nhiễm, không uống được. Và tuy nhiên là nó trước nó phải là có dấu chấm nếu ở giữa câu ha, là ở dấu chấm, nếu đầu câu là đứng đầu câu. Và sau đó dấu phẩy rồi tới câu tiếp theo phù hợp và hợp nghĩa luôn. Tuy nhiên ha. Còn therefore do đó là một cái là chỉ là nguyên nhân dẫn kết quả à. Còn cái however nó là nguyên nhân đó nhưng mà không phải dẫn kết quả mà nó
sẽ có một ý đi ngược lại, gây khó khăn cho cái việc thực hiện nguyên nhân đó. Còn because là làm gì đó, là nguyên nhân. Rồi cái này because là biểu diễn cho là làm gì được, bởi vì như thế. Cho nên là because là trước, because là diễn tả một cái hậu quả, còn sau because là diễn tả một cái nguyên nhân tại sao làm như thế ha. Câu 33, I suggest that we should use banana leaves to wrap food. I suggest that we should use banana leaves to wrap food. Tôi đề nghị rằng chúng ta nên sử dụng những cái lá chuối để gói thức ăn. Should là nên, đề nghị thì nên dùng should. Còn đây là cần phải, là dạng bắt buộc thì không phải đề nghị mà là mệnh lệnh rồi. Can nó không phù hợp với có thể, have to là cần phải, còn đây should là nên. Chúng ta sang câu 34. In my family, lighting takes for the 30% of the electricity bill. In my family, lighting takes for the 30% of electricity bill. Trong gia đình của tôi thì ánh sáng, việc chiếu sáng này là chiếm lấy 30% về cái hóa đơn tiền điện. Đó, việc chiếu sáng, việc thắp sáng, chiếu sáng chiếm cho 30% về của hóa đơn tiền điện. Còn đây là lúc nhìn không được, và khéo là tài khoản, ghét là được, check là mất hay là chiếm gì đó. Chúng ta sang câu 35. Before awesome, because before of awesome began to fail, there were no clean water at all in most villages in the Ethiopia. Before awesome began to fail, there were no clean water at all in most villages in Ethiopia. Trước khi Orphan bắt đầu giúp đỡ, đã không có nước sạch tại tất cả trong phần lớn những ngôi làng ở Ethiopia, vùng châu Phi đó. Trước khi Orphan bắt đầu giúp đỡ, đã không có nước sạch một chút nào cả ở trong phần lớn các ngôi làng ở Ethiopia. Thì chúng ta dùng before là phù hợp nhé. Còn nếu dùng until là mình dịch nó không hợp nghĩa này. Until là cho tới khi, until nếu đặt vào đây, cho tới khi Austin bắt đầu giúp đỡ là không có nước sạch một chút nào ở trong phần lớn các ngôi làng ở đây, thì không phù hợp. Còn at là khi, as là khi, nó giống như when vậy. Khi Orphan bắt đầu giúp đỡ rồi không có nước sạch một chút nào ở trong phần lớn các cái ngôi làng ở Ethiopia thì không phù hợp ha. Chúng ta sang câu 36 đến câu 40 ở trang 133. Choose the underline box among A, B, C, or D that needs correcting. Hãy chọn phần được gạch dưới trong số A, B, C hoặc D mà cần sửa. Câu 36, I suggest that we should take a shower instead of a bath to save water. I suggest that we should take a shower instead of a bath to save water. Tôi đề nghị rằng chúng ta nên tắm vòi hoa sen thay vì cái bồn tắm để tiết kiệm nước.
Thì chúng ta đổi should thay cho must ha. Must là cần phải, là dạng bắt buộc. Mà nên dùng chữ should là nên, nó nghĩa nó nhẹ nhàng hơn, nó không có bắt buộc ha. Câu 37, the books we borrowed are overdue, so we should return them immediately. The books we borrowed are overdue, so we should return them immediately. Các quyển sách chúng tôi mượn thì quá hạn, vì vậy chúng tôi hay là chúng ta nên đưa chúng trở lại, hay là trả chúng, hoàn trả chúng ngay lập tức. Chúng ta đổi bắt thành sâu nhé. Sâu phù hợp, cũng bắt là nhưng thì nó không có hợp nghĩa. Sâu là vì vậy. Chúng ta sang câu 38. Your teacher told me that I didn't do well, therefore my final grade was awful. The teacher told me that I didn't do well, therefore my final grades were awful. Giáo viên đã bảo tôi rằng tôi đã không làm tốt, do đó cái điểm cuối cùng của tôi, grade là điểm, điểm cuối cùng của tôi thì xấu tệ. Chúng ta đổi were doing thành didn't do, là quá khứ đơn, không phải là quá khứ thực diễn. Chúng ta sang câu 39 ở trang 134. Everyone in the village were concerned about the plan for the new road. Everyone in the village were concerned about the plan for the new road. Mọi người trong ngôi làng thì đã có liên quan hay là có ở đây thì được quan tâm. Mọi người trong ngôi làng được quan tâm về cái kế hoạch cho cái con đường mới. Mọi người trong ngôi làng ha là quan tâm về cái kế hoạch cho con đường mới. Chúng ta đổi concerning thành concerned này, là cái sự quan tâm này nó dạng bị động nhé. Cái việc con đường mới mở này, này chuẩn bị làm này, cho nên phải động từ thêm ed nó phù hợp. Câu 40, because thành although he was sick, he still turned up for his music lesson. Although he was sick, he still turned up for his music lesson. Mặc dù cậu ấy đã bệnh, cậu ấy vẫn là mở cái mặc dù cậu ấy thì bị bệnh, cậu ấy vẫn lật vở ra để học nhạc. Chúng ta dùng also, mặc dù bỏ because. Chúng ta sang 4 là mẹ ở trang 134. Reading comprehension, đọc hiểu, việc đọc hiểu. Câu 41 đến câu 50, choose the words or phrase among A, B, C, or D that best fits the blank space in the following passage. Hãy chọn từ hoặc cụm từ trong số A, B, C hoặc D mà phù hợp nhất cái chỗ trống trong đoạn văn sau đây. There is now increasing concern about the world's energy materials, particularly about those involved fossil fuel. Bây giờ thì có một cái sự quan tâm đang gia tăng về cái những vật liệu năng lượng của thế giới, đặc biệt là về những cái nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là về những cái sự quan tâm mà liên quan với nhiên liệu hóa thạch. Bây giờ có sự quan tâm gia tăng về cái những cái vật liệu năng lượng của thế giới, đặc biệt là về những cái vật liệu mà liên quan với những cái nhiên liệu hóa thạch. In less than 100 years we shall probably exhaust all the present sources of oil and gas. In less than 100 years we shall probably exhaust
all the present sources of oil and gas. Ít hơn 100 năm, chúng ta sẽ có lẽ là cạn kiệt tất cả những nguồn dầu và xăng và dầu để hiện tại. The world's coal mines should last longer, but once used, these cannot be renewed. The world's coal mines should last longer, but once used, they cannot be renewed. Những cái mỏ than của thế giới sẽ chẳng có kéo dài nữa, ngay lập tức được sử dụng. Những cái này không thể là được tái tạo lại. It is important, therefore, that we should develop such alternative sources of energy as solar energy as well as water and wind power, classed as renewable energy. It is important, therefore, that we should develop such alternative sources of energy as solar energy as well as water and wind power, classed as renewable energy. Nó thì quan trọng, do đó rằng chúng ta nên là phát triển những nguồn năng lượng có thể thay thế như thế, có thể thay thế như là năng lượng mặt trời cũng như là nước và gió, năng lượng gió được xếp loại như là năng lượng có thể tái tạo, có thể làm mới lại. Until these energy provisions are widely used, it is important for the developed countries to reduce energy consumption as much as possible. Cho tới khi cái sự phân chia năng lượng này được sử dụng một cách rộng rãi, nó thì quan trọng cho những nước đã phát triển để giảm bớt cái sự tiêu thụ năng lượng cũng nhiều như có thể. Video đến đây tạm dừng. Hẹn gặp các em ở video lần sau nhé. Tạm biệt các em.